Cảm ơn thầy. Bây giờ thì mình con sẽ chuyển sang một câu hỏi tiếp là của bác Minh Nguyễn, là chỗ cháu có nhiều keo thì có phải cho ong ăn không ạ? Thế này, keo bây giờ là bắt đầu vào thời vụ rồi đây, bắt đầu vào thời vụ keo mà. Thì không cần phải cho ăn. Nếu mà đứt quãng lâu cơ, chứ còn mật nhãn với mật vải bây giờ, còn bây giờ là nó vẫn còn rất nhiều thức ăn. Và mùa này cũng rất nhiều loại hoa để bổ sung thức ăn, không cần thiết phải cho ăn. Và mật keo, mật đây được chúng ta gọi là mật ở lá keo cho nó đầy đủ, vì nó là tuyến mật ngoài hoa, là dịch tiết thực vật, cho nên là riêng cây keo thì rất nhiều mật thì không cần thiết phải cho ăn.